Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được khởi công từ tháng 4 năm 2021 nhằm khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng và đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của hàng chục hộ dân cùng các công trình trường học, công sở trên địa bàn này. Tuy nhiên mới đây dư luận đã phản ánh về tình trạng nhà thầu thi công dự án đã đổ đất đá xả thải sai vị trí thiết kế, ảnh hưởng đến dòng chảy. Trước sự việc trên thì chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra làm rõ sự việc. Vị trí bãi đổ đất đá thải này thuộc dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và trường phổ thông dân tộc Ban Trú đã được cơ quan chuyên môn của huyện Quan Hóa và của tỉnh Thanh Hóa xác định lựa chọn làm vị trí đổ thải. Theo hồ sơ thiết kế, bãi thải này có diện tích khoảng 3,8 hectare. Đây cũng chính là bãi bồi dọc sông Mã. Đến nay, hơn 250.000 mét khối đất đá thải đã đổ tại bãi bồi này. Thực tế tại hiện trường cho thấy, mực nước sông Mã dâng chưa tới chân bãi thải. Tôi đang đứng tại bãi đổ đất đá thải thuộc dự án xử lý khẩn cấp sạt lở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa. Tại thời điểm này, những vị trí nguy cơ sạt lở đất đá xuống lòng sông Mã đã được đơn vị thi công khắc phục, thực hiện xúc đất, san gạt, đổ đất đá thải tại vị trí bãi bồi đã được quy định. Liên quan đến sự việc đổ đất đá thải xuống dòng sông Mã, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa cho biết, ngày 2 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra việc đổ thải của dự án này và đã xác định khối lượng đất đá thải công trình nằm trong diện tích bãi thải chưa vượt ra ngoài diện tích. Tuy nhiên, nhà thầu thi công chưa có biện pháp quây bạt bao quanh khu vực bãi thải tạo khoảng cách tránh để đất đá trôi xuống lòng sông gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Quá trình kiểm tra cho thấy rằng là việc đổ đất đá thải hoàn toàn là nằm trong cái vị trí các sở ngành cấp tỉnh cũng như là các cơ quan chuyên môn là xác định từ trước chưa có cái hiện tượng là đổ đất đá thải ra lòng sông Mã. Ủy ban dân huyện Quan Hóa đã chỉ đạo đối với nhà thầu thi công không được đổ đất đá thải lấn ra khỏi cái vị trí mà được xác định. Để đảm bảo việc thi công dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình tại xã Trung Thành đúng tiến độ và không gây ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mã, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa cũng đã chỉ đạo chính quyền xã và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giám sát chặt chẽ việc thi công công trình, yêu cầu nhà thầu nghiêm túc đổ đất đá thải đúng vị trí, sớm triển khai quây bạt, che chắn khu vực bãi thải, không để đất đá sạt xuống lòng sông.